Đó. Còn làm đây kéo lên phủ không? Kéo lên cậy. Đổ vô thùng cậy. Đó, nãy giờ là thu hoạch được nhiêu rồi nè. Quá trời luôn. Đó. Wow, wow. À, ha. Rồi, chị để đây, chị để đây. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Giải trí miền Tây mời cô chú các anh chị và các bạn về Cần Thơ, về miền Tây để xịt những cái mương nhà của mình đây các bạn, để bắt cá, nhậu mùa nắng nóng như thế này các bạn ha. Mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân giải trí miền Tây để bắt cá nha. Trời ơi, Giang ơi, bị gì trời. Không biết cái gì. Bắt lại. Tháo ha. Nhìn thấy cũng đã, trời này mát xuống dưới đó bắt là được rồi. Trời nắng nóng mà xuống mương mò cá là cũng ngon. Này có cái bạn này nè. Bạn này chắc mười mấy tuổi. Cá cho mày nè. Đó, được con cá kìa. Đó, một rổ cá luôn. Nắng quá trời nắng. Kìa, bổ sung thêm hai ông lại mò nữa kìa. Đó, đó, đó. Có không? Có không? Không kịp. Không kịp hả? Nó chui ra. Cá lóc hả, cá gì? Dạ. Ở cá lóc nó vô hang. Nó biết chứ. Nó chui ra từ đây nè. Con hò tay vô đây thì nó chui ra từ đây. Đó. Cá nhóc hết luôn. Vậy rồi bắt không được nữa trời. Này xuống đây cho nó mát chứ mà. Đó 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 đó. 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 Cá lóc. Cá trắng thôi, thấy cá trắng không ha ta? Wow, mới nói luôn. Một con cá lóc chào bá. Ôi nhảy. Đó, cá trắng. Làm gì nó làm đi. Dạ. Rồi, hết xăng rồi. Cá trắng tiếp theo. Cá lóc nha, cá lóc nha. Wow.
Wow, hang luôn. Hay không bằng hên đó. Cái này ông này hên thôi chứ ngoài quá không được đâu. Bắt ba con rồi đó. Không được nữa đó. Kìa. Đó, đó. Quá trời luôn. Tiếp tục. Chạy rồi. Ờ. Hay quá. Thiệt nó bắt hay. Ôi. Cá lầu khiến. Đó. Ủa con cá gì bự vậy? À, cá lóc khiến. Đã quá trời đã luôn. Mò dính không? Nó đó, tỉnh rồi đó. Rồi, mắt cá lóc khiến này đó. Giao trứng cho ác không? Được đâu. Rồi bắt cá này cái đi. Rồi bắt cá này hỏi tỉnh nó đi nữa. Cái này đi tắm mương chứ mà đi mò gì mấy ông ơi. Đi tắm cái giờ chơi. Thôi dặn ra đây. Ghê. Ngoạn con nó mày. Trời ơi cá kìa kìa. Quá trời đã luôn. Trời ơi. Ô xong rồi. Bỏ đi cho hai xong dịch lên đây giúp anh nè. Đó. Không có gì hết. Ủa, cái này. Hai thằng đi cái lên lên này. Đó. Cho mắt sao đi. Ông có sợ thăm quần mắt. Đó. Đó, trời ơi con lau kiến kìa. Con này nửa ký à. Nó chạy hết nổi rồi, nó nghỉ chạy. Đó. Thử nó thảy vậy mà vô luôn. Trời ơi. Không kịp đỡ luôn. Quá trời nhiều cá. Rồi lên tư nè. Đó. Bắt lau kiến này nè. Rồi cá rô hả? Cá rô mè kìa. Đó. Wow. Hay trời thấy cái vô sao phao luôn à. Chuyên nghiệp. Đâu kiếm đâu thấy. Không. Đó. Cá chết bắt đâu không được. kìa đó. Trời ơi đừng chê nha. Đó. Lên hả? Ừ. Tự nó nhảy á. Ừ. Chó nó xuống nó bắt luôn. Wow. Đã quá trời đã luôn. Cá trắng này nó cần chua. Tại cái bình yếu rồi phải tay con phải không? Tại là nó tỉnh queo rồi. Máu quá vậy? Tay con đâu? Đó. Đúng rồi, bình yếu rồi nè. Cá trắng mà còn dãy nè. Cá linh cơ nào đó. Trời có linh con nào nó ghê ha. Cá linh mương mà. Nhỏ hơn cái mương.
Wow. Được gì đấy hả? Ừ. Ủa ơi, cá trà Vinh đó. Vinh hả Linh? Đó kìa, nó kìa. Đó. Nắng này xuống mương cá là đúng bài luôn rồi. Vinh nào chú ý? Kìa, ôi thắt lát. Hay vậy ta? Bữa nãy Phương điện anh Hiếu lên. Rồi hết bình rồi. Thay bình đi, lấy bình khác. Có. Đó 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 đó. Ôi vậy là còn. Trời ơi quá trời ơi. Trời ơi. Nửa rổ luôn rồi. Cá thiểu hả? Còn giỏi thôi. Con là mình đi xích sao đi. Không rải ra ông môn kiệt. Không rải ra ông môn không? Trời ơi giết lên con. Con đi sáu đi con. Đó đó. Cái gì? Cá chạch. Như bắt được không á? Ờ ok. Chào chào á, xong luôn. Hiếm. Mắc. Ôi con cá gì bự vậy? Ó ó ó. Mình không quay bụng ơi. Mình không quay mà kiếm bình khác ơi. Hết bình này. Nè bắt bắt thử cho biết người bắt đại đi, cái gì cũng bắt lại đâu có ngạnh đâu. Cá là cái gì ta? Cái gì mà cái dãy đỏ đẹp ha? Mè. Cái mè. Đó, đó. Chào chào. Cái chốt đó. Cá này kho tiêu là đúng bài. Còn nữa kìa. Lát. Thả nồi nấu. Chào nhóc hết luôn. Cắn chưa? Không chú bảy con nước tí. Cắn gì đâu, con nước cắn á. Vô cắn con nó nhập không chết nè. Không nhát được. Cắn nó để găng lại thôi. Cắn cái cô nó chết, cắn nước không chết. Cho vô nó cắn á, đừng không cắt. Đủ cắn rồi có lẽ. Đưa vô trong nhà hàng với nước thì chứ nó vô đụng nó đâu dính tay mình rồi đó. Đó cái là nó dẹm. Thục cho mấy ngàn thấy có cái lóc nữa đó. Nãy giờ thục mấy cái không thấy. Mấy con. Có hình, có ngàn một. Thục mấy ngàn rồi dính cái lóc rồi đó. Đó. Ôi ôi ôi. Đã quá trời. Đó, không bắt được cá đó không đó. Được được. Có mấy con. Đó. Đó. Thiểu. Xe bật bu ghi đúng không hư á? Ờ mãi mãi. Con này mới mới. Gì dữ vậy? Wow, văng ra ngoài luôn. Cái gì đó. Nó bự lắm. Rồi. Ừ. Ồ. Hay vậy ta? Con gì quay? Cá mè.
hai thắt sặc. Nó bốn mắt rồi, bốn mắt chứ phải bốn tay đâu cậu. Wow, kìa kìa. Ăn quá được con mà. Đó. Còn làm đây kéo lên phủ không? Kéo lên cậy. Đổ vô thùng cậy. Đó, nãy giờ là thu hoạch được nhiêu rồi nè. Quá trời luôn. Đó. Wow. À, ha. Rồi, chị để đây, chị để đây. Để xuống rồi. Đây đại xuống. Trời ơi. Đó. Con chạy thôi. Được. Con cá tầng ấp này anh chạy. Chuồng đất dữ rồi. Nhỏ quá. Trời ơi, Giang ơi, bị gì trời. Không biết tên gì. Không có đau không? Trời ơi. Cái gì cũng còn đi tới. Cái gì? Thôi, cậu thế đi, để con. Cứ yên tâm để con. Wow. Đó. Thấy cá trắng không hả chú hả? Trắng không cái gì? Dạ. Ừ. Cá lóc nãy được mấy con á? Còn hai trên này cũng thấy. Cây luôn nè. Tới. Không tới, sâu lắm. Dạ. Đầu kiến nhiều. Hết bình phải không? Hết nghe e đó. Ôi chạy. Cái đội quân. Đội quân này là không chuyên đi bắt cá, chỉ có chuyên đi tắm biển thôi nè. Chuyên đi tắm biển và xuống bắt cá. Nè. Về tắm nước lại cho nó hao nước. Wow. Wow. Thôi bắt được cá cha luôn. Vậy thôi bắt hết được kìa, nhiều lắm kìa. Cho ông đó ông lên đi đầu tiên đi. Cái thằng Quy nó dở. Con đi xác đít câu ba kìa Quy. Là mấy con cá tới đó. Kêu mấy cái đó cò tư móc cái chân rồi. Đi xác câu ba. Trời. Ừ. Gì vậy? Không được. Đây nè. Mát mát kìa cò tư. Ừ đó. Nên dặn cái tê tê tê. Cá này anh chết. Nè chú đây nè. Cái gì? Tê hết luôn. Tê tê, điện tê tê. Ủa điện vậy? Chuối hả? Chuối cá. Đó. Chào lên liền.
Ủa cô Tư bắt được cô Tư. Chồng quê không lại phải không? Chú là chết liền. Để nó qua kia xịt cho dễ. Khỏi chạy đâu chứ, nằm đó. Đó. Cái bơm luôn hả? Wow. Ôi ôi. Đi chạy luôn hả? Đó nó. Cá lau kiến hả? Cá chốt. Cá chốt. Cá gì đây? Hai ba con nè. Kìa ông ơi, tới rồi, tới rồi. Ôi quá trời rồi, nó dội lên khúc này rồi. Cho kìa một thao bên kia. Bây giờ căng hàng ngang cho nó khích lại chứ đừng đi rơi rơi ra vậy nè. Khích lại một hàng ngang luôn. Nó chạy nó đụng chân nó bị ngáp ngáp à nè, cái cá nó ngáp. Đó. Đó. Đã quá trời đã. Wow. Y như siết vậy không? Siết vậy. Giờ siết mà giờ siết nữa. Thêm tôi nằm 4 mắt nó làm ăn gì trời. Thêm tôi nằm 4 mắt nó làm ăn gì nữa. Đó, 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 đó. Wow. Bắt nó bắt gì? Bắt bằng tay với bắt mắt. Đây thằng 4 mắt bắt cái bẹt nó nè. Cảm giác. Sao cái ông đó ông nói chuyện y như cái ông 4 mắt này ha. Tức là 4 mắt chứ đâu phải 4 tay đâu mà. Wow. Cái gì cá phiều gì phải không cậu? Phiều à. Wow. Cái này mà cạn là cá lóc nhóc á. Không có hả? Cái trắng. Có đó. Đó. Ôi 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 ôi. Wow, đá dữ vậy ta. Đẹp kìa. Wow. Ông này ông ngồi dính không ta? Mà dính không đây? Đó. Dính con khác. Dính con khác rồi. Rồi rồi rồi, mất luôn rồi. Ồ, đã ông ơi. Rồi dính cá lô kiến nữa. Chết đuôi lên vậy đó, mắt được không chết luôn. Mắt này, mắt kìa. Đó. Nhanh chắc đủ bình lại đằng kia. Có cá kiến không ta? Có. Cá kiến nhóc nè. Wow. Cá đó tàu dính thịt mọi người. Cá gì cá gì không? Cái gì có cá chốt hết? Có mấy con. Cái gì? Chạy quá. Đó đó đó. Đây là cùng đi rồi đổ ấy đem vô cổng. Em vô cổng bóp đi không thôi chứ. Bỏ tôi lưới rồi anh đưa lưới về bóp. Để nhà con hết. Cái túi anh đâu? Túi anh đâu? Cái gì? Túi anh đâu? Wow. Bỏ đem về đi. Nhét đem về. Đây. Đây. Ồ, sao nè. Để đi. Đó.
Cái này đem lên vô luôn chứ không là nó chết à, cá trắng mà. Ủa thu, gọi thu ha. Có cá đen nữa, đen là cá lông kiến. Cá lông kiến. Cá trắng không à. Wow, quá chừng. Đem vô để nó chết, ngọt. Chết đủ. Chạy vô hết. Đây nữa nè, wow. Cá chép bự quá chừng luôn. Đang lầm. Wow, thật đã. Em là đang dùng ba cái con lấy này. Kìa kìa, nó nổi con cá lên vậy. Ngay trong cái bình đó. Đó đó đó, con cá kìa, cá nổi kìa. Đó đó. Cái này là hết luôn chưa ta? Đó đó. Chưa đâu ha. Cái này bắt chừng 3-4 lần nữa đó. Quậy tới quậy lui cho nó nổi lên nữa. Lần sau biết đâu bắt còn nhiều hơn á. Ờ. Nổi đầu hết. Kìa con cá sát bờ kìa. Con trai màu xanh, kìa con cá sát bờ kìa. Đó. Hứa cậu ơi. Tép. Hết hồn, tử hết được con gì mọi người. Đó con cá này con, cá nè. Trai trai. Đó đó đó, cá nè. Cá trắng nè, thấy cá không? Đây nè. Hai tay á. Hai tay á. Thấy ngay ngay nhỏ luôn mới chịu. Có mỏ hai tay nó mới. Nè nè anh, cá nổi rồi nè, cá gì đây? Ủa hai ba con luôn. Đã quá. Đó. Ủi. Đó, đây. Đó, mở đi. Đó. Mở đi. Kìa đây con nữa. Đó. Con nữa, hai con nữa mà. Con nữa quay đi xe lưng rồi quý, đè nè. Cho bắt cho quen. Hai tay. Hai tay mới bắt nữa. Bỏ à, trời. Nè, thấy không? Đó đó. Kìa nó quặn vậy ông ơi. Quặn gì lớn như vậy? Như hết bình hay gì ông ơi, thấy yếu gì vậy? Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn thấy hay, thấy ý nghĩa, đừng tiếc một lượt đăng ký, được một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để mọi người cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Wow wow wow. Ôi. Wow. Con. Con. Cái này có phải chứng dạng hẳn gần thức mình đó không? Lại không thiệt cái đen nó nhiều hơn, cái trắng có trong khang rồi nó ra. À, mát trời á. Bỏ trong mát trời cái khoảng gần 5 giờ 6 giờ nó bỏ cái đèn ngủ, cái ta tắt đèn ta bỏ nó thì thiệt cái nhiều hơn chúng ta được. Hả hả hả. Cá trong hang với cái giống nó lên thì đủ có chứng kiện ta bỏ đây vậy. Hả, còn cá gì đây? Trời ơi, kêu mày về nãy giờ mở đó.
nó còn mê hơn nữa đó. Chứ bây giờ nó giờ mở đó. Hết rồi hả? Kìa. À thay cái bình khác. Đó, thay cái bình khác là trở lại đánh là mạnh luôn.